Да. Ну, добрый день. Добрый день. Как у вас дела? Нормально. Хорошо, молодец. Так, что, почитаем немножко? Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành đọc một chút nào, 5 phút nhé. Здравствуйте, меня зовут Наташа, а вас? Меня Иван. Очень приятно. Мне тоже. Мне тоже, хорошо. Добрый день, меня зовут Антон Иванович Макаров, а вас? Меня зовут Алена Борисовна Иванова. Очень приятно. Мне тоже. До свидания. До свидания, до завтра. Здравствуйте, я ваш преподаватель. Меня зовут Александр Николаевич. Очень приятно. А как ваша фамилия? Моя фамилия Петров. А как вас зовут? Меня зовут Лена. Моя фамилия Павлова. Ага. Очень приятно, Лена. Хорошо. Да, так, честно, доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Лаура. А меня Михаил. Можно Миша? Очень приятно. Миша, кто это? Это мой коллега Николай Иванович Романов. Очень приятно. Хорошо. Миша, можно вопрос? Пожалуйста. Это твой друг? Да, это мой друг. А как его зовут? Ее зовут Олесь. А это твоя подруга? Да, это моя подруга. Как ее зовут? Ее зовут Лена. Хорошо. Chúng ta cùng xem tiếp. Chúng ta có rất nhiều các đoạn đối thoại. Добрый день, меня зовут Николай. Очень приятно, Николай. А как ваша фамилия? Моя фамилия Романов. Отчество? Мое отчество Иванович. Я Николай Иванович Романов. Так, хорошо. Наташа, это мой друг, его зовут Антон. Очень приятно, Антон. А меня зовут Наташа. Мне очень приятно, Наташа. Как ваши дела? Очень хорошо, Антон. Спасибо. Хорошо. Chúng ta đoạn đối thoại tiếp theo nào. Привет, Ира. Привет, Лан. Как у тебя дела? Хорошо, спасибо. Лан, кто это? Это Майя, она продавец. А кто рядом с ней? Это Клен. А как ее зовут? Ее зовут Наташа. Все ясно. Хорошо. À, như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong 8 đoạn đối thoại chúng ta đọc hết có 3 phút thôi. Chúng ta thấy rằng là gì? Cái việc chúng ta đọc các đoạn đối thoại là rất quan trọng và như vậy em đọc vừa rồi cũng là rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp phần bài của chúng ta nào. Trong phần hôm trước chúng ta đã cùng nhau xem về danh từ, giống của danh từ, giống được, giống cái, giống chung. Và chúng ta đã biết cách chuyển đổi danh từ số ít, số nhiều, đúng không nào? Đấy. Cái phần này chúng ta đã chuyển đổi rồi, cho nên chúng ta sẽ không chuyển đổi lại nữa nhé. Được không nào? Chúng ta đã có phần số ít số nhiều đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có phần bài tập mới về số ít số nhiều. Trước hết là chúng ta cùng nhìn thấy đây là gì? Phần bài này của chúng ta đó là ý nghĩa của các danh từ này. Đấy, phần ý trên. Đấy, của các từ loại bên này. Đại đa số của chúng ta đây là danh từ. Đó. Thế và bây giờ chúng ta cần phải thực hành đọc này. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chuyển nó sang số nhiều nhé. Em đọc giúp thầy nào. Cái đèn là gì? Lan. Autobus. Autobus. Đọc là Autobus. Này nào. Autobus. Sữa là gì? Молоко. Nói mấy dạng nào. Молоко. Trọng âm dây vào ô đấy. Lớp học nào? Группа. Nói nào. Группа. Hai chữ P nhé. Группа. Ngày mai nào? Завтра. Đó là trạng từ. Bản đồ. Карта. Đó. Cái túi đầm nào? Сумка. Trọng âm dây vào U nhé. Сумка. Đất nước. Chúng ta có từ страна, đất nước nhé. Рассказ, câu chuyện nào. Рассказ. Âm giờ đến cuối nào, phát âm rõ nào. Рассказ. Cửa sổ nào. Окно. Окно. Bữa ăn sáng nào. Завтрак. Cảm ơn rồi bạn. Завтрак. Nhà máy nào? Завод. Завод. Căn phòng. Комната. Комната. Thành phố Moscow nào? Moscow. Moscow. Giờ học nào. Урок. Урок. Một chữ cái. Буква. Буква. Đấy. Một chữ cái là bukva, trọng âm dây và âm u nhé. Bukva. Em nói là bukva. Bukva. Thành phố nào? Город. Город. Хорошо. Так. Ông bố nào? Bố mẹ nào? Mama. Con chó nào? Собака. Con cá nào? Рыба. Cô bạn gái nào? Подруга. Thời tiết nào? Pagoda. Một từ. Slova. Slova. Đấy. Và chúng ta có từ ở đằng kia là gì? Ở đằng kia là tam. 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 Từ âm tam. Đấy. Tám, từ âm tam, đúng nào? Đấy, хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ chúng ta đã có phần này là phần của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ phần ý nghĩa đi nhé. Thế và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển những cái từ này sang số ít số nhiều nào. Nó bây giờ ta phần này chúng ta chuyển sang số nhiều. Được rồi, đấy đấy. Lampa sang số nhiều là gì nào? Lampa. Лампа sang số nhiều là лампы. Лампы. Хорошо. Лампы. Да. Автобус. Автобусы. Молоко thì không dùng ở số nhiều, dùng số ít thôi đấy. Группа. Группы. Хорошо. Завтра là một trạng từ cho nên cũng không dùng không dùng là số ít số nhiều đấy. Ta карта. Карты. А thành ư nhé. Сумка. Сумки. Сумки. Хорошо. Страна. Đây là страны nhé. Страны. Trọng âm страна. Bên này là страна. Trọng âm dây đằng sau nhé. Страна. Sang số nhiều thì trọng âm nhảy lên đằng trước. Страны. Страны. Рассказ. Ôi. Рассказ nào? Рассказ. Рассказ. Рассказ là một câu chuyện. Рассказ. Рассказы. Рассказы. Окно. Окна. Окна. Окно, окна. Đấy, chẳng làm gì nữa. Окна. Đấy. Окна. Окно, окна. Завтрак. Завтраки. Завтраки. Đấy. Завтраки. Завтрак, завтраки. Chúng ta nhìn thấy đây là tận cùng là đuôi cờ cho nên chúng ta viết là завтраки. Завод. Заводы. Заводы. Комната. Комнаты. Đấy. Комната, комнаты. Đúng rồi đấy. Хорошо. Лампа. Лампа. Đấy. Автобусы. Trọng âm nhé. Молоко. Группы. Завтра. Карты. Сумки. Так вот, да? Вот так, хорошо. Danh từ Moscow để nguyên урок. Уроки. Уроки. Tận cùng là đuôi cờ thì là уроки. Хорошо. Буква. Буквы. Буквы. Город. Город. Да? Города. Города. Như thế nào đấy? Города. Папа. Папы. Мама. Мамы. Собака. Собаки. Рыба. Рыбы. Рыбы. Подруга. Подруги. Погода. Cũng không thay đổi nhé. Danh từ pagoda là thời tiết thì nó chỉ có một thời tiết thôi chứ. Slover. Слова. Слово слова. Да. Слово слова, не? danh từ trạng từ tam thì vẫn giữ nguyên, không biến đổi. Đấy là đấy. Thế vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong đó là cái cách biến đổi của danh từ thực hành, đúng không? Từ số ít sang số nhiều. Về nguyên tắc ra thì em biến đổi là rất tốt đấy. Em biến đổi rất tốt đó. Như vậy là em thực hành ngôn ngữ rất tốt đó. Đấy là một điều rất là phấn khởi, rất quan trọng cho cái việc học của chúng ta. Хорошо. Chúng ta sẽ lưu cái này lại và em sẽ học cái phần này, học từ vựng nhé. Trong từ vựng này, trong phần này có khá nhiều từ vựng mới đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành làm bài tập nào. Trước hết để thực hành làm bài tập thì chúng ta cần học một khái niệm mới, đó là đại từ sở hữu của chúng ta. Thế nào gọi là đại từ sở hữu nào? Trước hết là chúng ta có các đại từ nhân xưng. Trong tiếng Nga có 8 đại từ nhân xưng, có 4 đại từ nhân xưng biến đổi. 4 đại từ ở đây chúng ta nhìn thấy là я, ты, мы, вы. Đấy, я, ты, мы, tất cả các đại từ, 8 đại từ đều biến đổi hết đấy. Đó, thế và có 4 đại từ, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, số ít và số nhiều. Я, ты, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, số ít. Мы, вы là ngôi thứ hai, số ít. Ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, số nhiều đấy. Và 3 đại từ ở đây chỉ ngôi thứ 3. Он, она, они. Thế và ở đây chúng ta thấy có thêm đại từ ano, đó là thay cho các danh từ giống chung. Nhưng khi sang đại từ sở hữu thì chúng có chung một đại từ sở hữu. Vậy thì я là đại từ nhân xưng, là я là tôi. Thế và của tôi thì sẽ là мой. Ты là bạn, thì của bạn là твой. Мы là chúng tôi, của chúng tôi là наш. Вы là các anh các chị, của các anh các chị là ваш. Thế và 4 đại từ ở trên này là 4 đại từ sở hữu biến đổi. Chúng sẽ biến đổi theo giống, số và cách. Và trong tiếng Nga có 3 đại từ rất kỳ lạ, đó là 3 đại từ không hề biến đổi. Đó là của anh ấy, của cô ấy và của họ. Đó. Thế và 3 đại từ này không bị ảnh hưởng bởi giống, số và cách của danh từ. Chúng ta cùng đọc nào, em đọc nào. Mối. Твой. Наш. Ваш. Ваш đấy. Đó. Thế và chúng ta có các định dạng giống cái. Khi nào để đi với danh từ giống cái thì nó sẽ là định dạng. Em đọc nhé. Майя. Твоя. Наша. Ваша. Đấy. Ваша. Хорошо. Chúng ta có các định dạng giống chung nào. Моё. Твоё. Наше. Ваше. Và chúng ta có định dạng số nhiều. Мои. Твои. Наши. Ваши. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy chỉ một đại từ của tôi thì nó sẽ có 4 định dạng. Мой, моя, моё và мои. Mai y thì nó vẫn là môi, chẳng qua nó đi với danh từ số nhiều thì nó sẽ có định dạng là mai y. Mình nhớ chứ nào đấy. Đó. Твой, твоя, твоё, твои. Наш, наша, наше, наши. Và ваш, ваша, ваше, ваши. Хорошо. Thế vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tham khảo xong. Đây là các định dạng đại từ sở hữu với ý nghĩa là gì? Ý nghĩa của chúng ta đó là của ai? Của ai trong tiếng Nga người ta sẽ hỏi như thế nào nào? Tác bột. Của ai đấy. Đó. Chúng ta sẽ cùng nhau đặt câu hỏi nhé. Tên của tôi là Natasha. Đấy. Đó. Thế và bây giờ chúng ta sẽ nói là tên của tôi là Natasha. Chúng ta sẽ nói tên tôi là Natasha. Tên tôi là Natasha. Nói sao nào? Và nói tôi là Natasha. Я Natasha. Меня зовут Natasha. Я Natasha. Тебя зовут Лаура. Ты Лаура. Câu thứ 3 nào. Его имя Стивен. Nói sao nào? Nào. Его имя Стивен. Thì chúng ta nói sao? Chúng ta sẽ nói là Его зовут Стивен. Đấy. Его зовут Стивен. Đồng ý chưa? Đấy. Он Стивен. Đấy. Ваше имя Иван. Nói nào. Ваше имя Иван. Угу. Ваше имя Иван. Tiếp theo nào. No. Вас зовут Иван. Да? Ваше имя Иван. Вас зовут Иван. Вы Иван. Так, ее имя Таня. Наня. Ее зовут Таня. Она Таня. Угу. Твое имя Виктор. Тебя зовут Виктор. Тебя зовут Виктор. Ты Виктор. Ваше имя Николай. Вас зовут Николай. Вас зовут Николай. Ты Николай. А вы Николай, да? Мое имя Лена. Меня зовут Лена. Я Лена. Хорошо. Его имя Антон. Его зовут Антон. Он Антон. Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ, mình sẽ đọc của bên trái và em sẽ đọc của bên phải nhé. Мое имя Наташа. Меня зовут Наташа. Я Наташа. А так, твое имя Лаура. Тебя зовут Лаура. Ты Лаура. Его имя Стивен. Его зовут Стивен. Он Стивен. Хорошо. Ваше имя Иван. Вас зовут Иван. Вы Иван. Ее имя Таня. Таня, она Таня. Хорошо. Твое имя Виктор. Тебя зовут Виктор. Ты Виктор. Хорошо. Ваше имя Николай. Вас зовут Николай. Ты Николай. Мое имя Лена. Меня зовут Лена. Я Лена. Хорошо. Его имя Антон. Хорошо. Chúng ta cùng sang phần bài tập tiếp theo. Trong phần bài tập tiếp theo chúng ta làm rèn luyện với gì bên nào? Chúng ta rèn luyện với các mẫu câu biến đổi gì đại từ nhân xưng từ cách 1 sang cách 4, bởi vì câu của chúng ta là câu hỏi tên, đúng không nào? Đấy, làm thế nào để biết được đây là câu hỏi tên? Bởi vì có động từ zavut. Vậy thì chúng ta có mẫu câu я зовут Лена, chúng ta phải nói sao nào? Меня зовут Лена. Đấy. Ты зовут Саша, nói sao nào? Тебя зовут Саша. Он зовут Джон. Он его зовут. Она зовут Таня. Таня, хорошо. Мы зовут Антон и Андрей. Мы là нас, да? Нас. Нас зовут Антон и Андрей. Вы зовут Наташа. Вас зовут Наташа. Они зовут Катя. Их зовут Катя. Их зовут Катя. Đấy, хорошо. Đấy. Đó. Thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta dùng câu của chúng ta là đại từ nhân xưng ở cách 4 nhé. Nhớ rằng đây là đại từ nhân xưng chứ không phải đại từ sở hữu nhé. Đây là đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng thì là mì nhá, chi bá, vố. Và câu dùng với đại từ nhân xưng thì có cái đặc điểm nhận dạng là gì? Đó là có động từ ra vụt. Đấy chưa? Đấy. Ra vụt. Nhớ chí chưa? Đấy. Đó. Thế còn câu thứ hai này của chúng ta không có động từ đâu này. Đấy. Nếu câu thứ hai của chúng ta không có động từ thì chúng ta không dùng đại từ nhân xưng mà chúng ta sẽ dùng đại từ sở hữu. Đồng ý chưa? Đấy. Ví dụ chúng ta có câu này, ya familia Pетров. Thì chúng ta sẽ nói sao nào? Майя. Майя. Đấy. Biến đổi sang giống cái mà. Đấy. Thế vậy thì ở đây chúng ta thấy trong câu 2 này người ta dùng với từ familia là danh từ giống cái. Vậy chúng ta sẽ dùng các định dạng Майя. Tư thì thành gì? Твоя. Đọc ở câu nào. Твоя familia. Иванов. Иванов. Đấy. Он familia thì thành gì? Его фамилия Смит. Смит, да? Она фамилия. Дина. Ее фамилия Иванова. Mana Иванова. Да? Угу. Вы фамилия? Вы thì thành. À, вы thì thành ваш. Ваш mà đi với giống cái thành ваша. Ваша фамилия Макарова. Ваша фамилия Макарова. Хорошо. Câu 3 của chúng ta nào? Câu 3 ở đây thì thay cho danh từ familia là giống cái, chúng ta sẽ dùng danh từ отчество. Đó là danh từ giống chung các bạn nào đấy. À vậy thì em đọc nào. Я отчество thì thành gì? Моё отчество Иванович. Хорошо. Ты отчество? Твоё отчество Петрович. Он отчество? Его отчество Александрович. Она отчество? Она thành gì? Ее. Ее отчество Петровна. Вы отчество? Ваше. Ваше отчество Борисовна. Tiếp theo chúng ta lại dùng thay danh từ отчество bằng danh từ имя. Mà chúng ta đã biết rằng danh từ email là danh từ giống gì? Danh từ giống chung. Nhớ trên nào? Đấy. Danh từ giống chung có đuôi mia. À, danh từ giống chung thì ya email thành gì? Mayo email. Nói nào. Mạnh dạn nào. Mayo email. Đấy. Nói dứt khoát tròn vành rõ chữ nào. Tròn âm rồi nào. Mayo email. Yo email. Đấy chứ nào? Đấy. Nói rõ tròn âm nhé. À, chứ chúng ta không kéo cái âm dài lê thê như kiểu người Việt Nam nói nhé. Mà yo имя Таня. Ты имя Саша. Nói sao? Твоё имя Саша. Он имя Лин. Его имя Лин. Она имя? Её имя Маша. Вы имя? А, ваше имя Лена. Đấy. Ваше имя Лена. Хорошо. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong phần bài tập thứ 2 của chúng ta đấy. À đó, thế và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp phần tiếp theo của chúng ta có điều gì thú vị nào. Đấy. Ở đây chúng ta cần phải biến đổi đại từ sở hữu môi Maya cho nó phù hợp với lại các định dạng của chúng ta ở đây. Và chúng ta tương thích là chúng ta sẽ sử dụng một cái đại từ nhân xưng ở đây. Ở cách mấy nào? Trong câu có ra bút thì dùng ở cách 4 đúng không nào? Đấy. À 4. À chúng ta cùng xem nhé. Chúng ta xem câu thứ nhất nào. Câu thứ nhất của chúng ta là gì nào? Вот. Кто это? Это? Это Майя. Моя подруга. Và tiếp theo là gì? Phải là её. Её. Đấy. Bởi vì sao? Đây là cô bạn gái của tôi. Cô ấy tên là Lena. Thấy chưa đấy? Её đây là Padruga. Thấy chưa nào? Padruga là Anna. Anna sang cách 4 của chúng ta là её. Её зовут Лена. Хорошо. Câu 2 nào. Кто это? Это? Это мой преподаватель. Gì đây nào? Его зовут Николай Петрович. Николай Петрович. Nói nào. Николай Петрович. Đấy. Кто это? Это? Это моя коллега. Моя коллега. Và gì nữa nào? Её. Nó tương tự như này đấy. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy cứ её, 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 её. Đấy. À đến cuối cùng đây thì là я. Thì phải khác một tí thôi đấy. Tiếp theo. Кто это? Это? Это мой студент. Зовут Стив. Его зовут Стив. Да? Его зовут Стив. Хорошо. Кто это? Это Майя. Это моя мать. Ее зовут Татьяна. Татьяна. Хорошо. Кто это? Это моя студентка. Ее зовут. Да? Ее зовут Марта. Ее зовут Марта. Хорошо. Кто это? Это я. Ну, я thì sao? Đại từ của я sang cách 4 là gì? Tôi tên là Меня зовут Виктор, да? Меня зовут Виктор. Хорошо. Bây giờ mình sẽ hỏi bạn là кто это? Это моя подруга. Ее зовут Лена. Кто это? Это мой преподаватель. Его зовут Николай Петрович. Николай Петрович. Хорошо. Кто это? Это моя коллега. Ее зовут Ольга Романова. Кто это? Это мой студент. Его зовут Сечин. Да? Кто это? Это моя мама. Ее зовут Татьяна. Кто это? Это моя студентка. Ее зовут Марта. Ага. Кто это? Это я. Меня зовут Виктор. Меня зовут Виктор. Да? Хорошо. Vậy thì đó là phần bài tập này của chúng ta. Chúng ta cùng xem tiếp trong phần bài này có điều gì thú vị nào. Trong phần này chúng ta sẽ học cấu trúc câu là ai có cái gì. Nếu như trước đây chúng ta học cấu trúc câu ai tên là gì thì chúng ta dùng đại từ nhân xưng ở cách 4, có phải không nào? Đấy. Đại từ nhân xưng của cái 4 chúng ta ya chuyển thành minya, từ chuyển thành chibia, mười chuyển thành nas, vừa chuyển thành vas, on chuyển thành yevo, yevo, đấy, anna thành yeyo và ani chuyển thành ich. Thế nhưng mà ở đây chúng ta lại nhìn thấy ở đây cái tiêu đề trên này là gì nào? Đây không phải cách 4 mà đây là cách 2 thôi. Đấy. Đúng không? Thế tại sao cách 4 cách 2 lại giống hệt nhau thế này? Đấy. Đây là một cái sự trùng lặp ngẫu nhiên thôi. Như vậy chúng ta nhìn thấy là đại từ nhân xưng ở cách 4 và ở cách 2 giống hệt nhau. Chỉ có điều là ở cách 2 của chúng ta nó sẽ có thêm một cái giới từ đứng ở đằng trước. Đó là giới từ u. Chúng ta đọc là u minya, u chibia, u nas, u vas. Thế như nào đấy? Thế và chúng ta dùng một cái từ là yes. 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 Đó, tôi có một cái gì? У меня есть. Tôi có. Đấy. Có cái gì thì chúng ta cứ để ở cách 1 và đằng sau. Tôi có một ngôi nhà. У меня есть дом. Tôi có một căn hộ này. У меня есть квартира. Tôi có một căn phòng. У меня есть комната. Đấy. Bây giờ em đọc theo thầy nào. Nào, bật mic lên nào. У меня. У меня. У тебя. У тебя. У нас. У нас. У вас. У него, у него, у нее, у них. Đấy, đó. Các vột. Thế và ở đây chúng ta cùng xem là có thêm từ yes. Chúng ta nói là у меня есть. У меня есть là tôi có một cái gì đó đấy. У меня есть. Tôi có một ngôi nhà nào. У меня есть дом. У меня есть дом. Đấy. Chúng tôi có một căn hộ. У меня есть квартира. У меня есть квартира. Квартира. Đấy. Thế bây giờ cấu trúc câu ai có cái gì chúng ta đọc được rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đọc những cái từ bên này này. Дом. Дом. Квартира. Квартира. Комната. Комната. Книга. Книга. Магазин. Магазин. Семья. Семья. Брат. Брат. Сестра. Сестра. Родители. Родители. Дедушка. Дедушка. И бабушка. И бабушка. Красивая. Красивая. Одежда. Одежда. Вот так. Vậy thì đến đây chúng ta đã cùng nhau xem đó là cái phần cấu trúc câu của chúng ta là ai có cái gì. Ai có cái gì thì nó sẽ ở cách 1. Thế còn muốn nói ai có cái gì thì chúng ta sẽ không thể nói theo kiểu tiếng Việt được. Không thể nói ya yes được. Mặc dù yes là có đấy. Nhiều bạn ở Nga các bạn nói ya yes đồ. Đúng không nào? Các bạn nghĩ rằng đó là tôi có một ngôi nhà. Trên thực chất nghĩa của nó hoàn toàn khác luôn đấy. Vậy thì muốn nói đúng nghĩa của nó chúng ta phải nói là u minya yes đồ. U là cái gì? Là ở ai. Ở tôi có một ngôi nhà. Ở cậu có một căn hộ. Ở chúng tôi có một căn phòng. Ở cậu có một quyển sách. Đấy, ví dụ vậy. Ở anh ấy có một gia đình. Ở cô ấy có một người bạn, người anh em trai, và ở họ có cha mẹ, ví dụ vậy đấy. À, thế vậy thì muốn nói như thế chúng ta phải dùng là ở ai, ô mình nhá, ô chỉ bá, vân vân, đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem ví dụ với luyện tập với cái bài đối thoại này của chúng ta. Bài đối thoại này là một bài đối thoại rèn luyện sử dụng động từ, sử dụng cụm từ u kavo sto yes. Ai có cái gì? Em đọc cho thầy nào. Ở trong này cũng sẽ có một từ mới đối với em, có từ rubashka. Từ này chúng ta học rồi, chẳng qua chúng ta nhắc lại cho nó nhớ thôi. Đấy. Và chúng ta có tính từ красивый. Красивый đó là đẹp nhé. Chúng ta cùng đọc nào. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть одежда? У вас есть одежда? У вас есть одежда. 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 Cô có quần áo không? Hay là xin chào đấy. Cô có quần áo không? Да, конечно, у нас есть одежда. Да, конечно, у нас есть одежда. Да, конечно, одежда. У вас есть юбки? Đây là у вас. У вас есть юбки. У вас есть юбки. Да, у нас есть красивые юбки. У нас. Nào, tập trung đọc nào. Да, у нас есть красивые юбки. Nói nào. Đâu rồi? У вас есть одежда? У вас есть одежда? Да, конечно. Да, конечно. У нас есть одежда. У вас есть одежда. У нас, это у нас есть одежда. У нас есть одежда. Одежда. У вас есть юбки? У вас есть юбки? Да, у нас есть красивые юбки. Да, у нас есть красивые юбки. У вас есть шапки? У вас есть шапки? Да, у нас есть разные шапки. Да, у нас есть разные шапки. Разные шапки. У вас есть зонты? У вас есть зонты? Да, у нас есть зонты. Да, у нас есть зонты. У вас есть рубашки? У вас есть рубашки? Да, у нас есть рубашки. Да, у нас есть рубашки. А рубашки красивые? Рубашки красивые. Дина, là cái áo có đẹp không? Áo sơ mi có đẹp không? Конечно, они красивые. Конечно, они красивые. 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 Đọc lại từ này nào. Конечно. Đây là sờ nhé, không đọc là chờ nhé. Конечно. Конечно. Да. Конечно, конечно, nói lại nào. Конечно. Они красивые. Они красивые. А где у вас юбки? А где у вас юбки? Вот они. Вот они. Это очень красивые юбки. Это очень красивые юбки. Юбки, đấy. Хорошо. Bây giờ mình đọc một câu, bạn đọc một câu nào. Trong này ta hiểu hết nghĩa chứ nào? Dạ. Có hiểu không? Nghĩa của từng câu có hiểu không? Dạ, hiểu hết đấy. Хорошо. Chúng ta đọc nào, mình đọc một câu, bạn đọc một câu nhé. Добрый день. Здравствуйте. У вас есть одежда? Да, конечно. У нас есть одежда. У вас есть юбки? Да, у вас есть красивые юбки. Em đọc trên điện thoại. Đây là chữ N đấy. У нас. À, không phải у вас mà là у нас. Đấy. У вас есть шапки? Да, у нас есть разные шапки. У вас есть зонты? Да, у нас есть зонты. У вас есть рубашки? У вас есть, да, у нас есть рубашки. А рубашки красивые? Они красивые. Конечно, они красивые. У вас есть, а где у вас юбки? Вот они, это очень красивые. Красивые юбки. Это очень красивые юбки. Хорошо. À, vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong phần bài tập của chúng ta đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần bài học mới của chúng ta. À, trong phần bài học mới này chúng ta sẽ cùng nhau học phần từ vựng nhé. Chúng ta sẽ có hai phần từ vựng khá là nhiều chữ đấy. Trong các phần từ vựng này vẫn nhìn thấy là nó vẫn có phiên âm giúp cho em sẽ có thể định hướng được cái cách đọc. Em thì em đọc tốt rồi, chắc là không cần đâu. Đấy. Chúng ta cùng đọc nào. Câu đầu tiên của chúng ta nào. Câu đầu tiên là chúng ta cùng làm quen nào. Давайте познакомимся. Давайте познакомимся. Познакомимся. Nói lại nào. Познакомимся. Семья. Семья. Gia đình đấy. Родители. Родители. Là cha mẹ. Отец. Отец. Là bố này. Мать. Мать. Là bà mẹ này. Муж. Муж là ông chồng. Жена. Жена là cô vợ. Дети. Дети là các con. Сын là con trai. Дочь là con gái. Брат là anh em trai. Сестра là chị em gái. Thế. Đồng ý không nào? Đấy. À, ta bây giờ tự đọc nào. Một là gì? Познакомимся. Trọng âm gì của ô? Познакомимся. Nói lại nào. Давайте познакомимся. Ага. Gia đình nào. Семья. Trọng âm về với giá. Cha mẹ nào. Родители. Ага. Ông bố nào. Отец. Có âm sở nhé. Отец. Bà mẹ nào. Мать. Chồng nào. Муж. Cô vợ nào. Жена. À, các trẻ con nào. Дети. Con trai. Сын. Con gái. Дочь. À, anh em trai. Брат. Chị em gái. Сестра. Đấy. À, tá, хорошо. À, đó là phần 1 của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem phần 2 nào. Phần 2 chúng ta có những từ gì mới nào? À, chúng ta có từ bà nào. Бабушка. Ông nào. Дедушка. Đấy. Дедушка. Cháu gọi bằng ông. Внук. Đây là nục đấy. À, như con cá nục ấy, chúng ta nói con cá nục ấy. Внук. Cháu trai. Cháu gọi bằng ông nhé, ông bà nhé. Cháu gái nào. Внучка là cháu gái nhé. Племянник là cháu trai, gọi bằng cô chú nhé. Племянница là cháu gái nhé. Тётя là cô dì chú bác. Дядя là chú cậu bác trai đấy. À, тётя thì là cô dì bác gái này. Дядя là chú cậu bác trai. Собака là con chó. Кошка là con mèo. Где là ở đâu. Вот là ở đây đấy. Хорошо. Bây giờ em tự đọc lại nào. Bà là gì. Sai rồi đấy. Bao giờ các em hay đọc sai cái chữ này. Бабушка. Trong âm rơi vào âm ba đấy. Nói lại nào. Бабушка. Ông nào. Дедушка. Cũng vậy đấy. Vunuk, cháu trai nè. Vunuk, không cả. Vunuk, cháu gái nè. Vnuchka. Так. Cháu trai. Племянник. Племянник, cháu gái nè. Племянница. Cô, bà cô nè. Chua chả, ông chú nè. Дядя, con chó nè. Собака. Собака, con chó. Con mèo nào? Кошка. Кошка, con mèo đấy. À, ở đâu? Где. Где. Ở đây. Вот. Вот đấy. À, đó. Thế vậy thì đây là phần 2 từ vựng của chúng ta đấy. À, đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem. À, chúng ta sẽ có đoạn đối thoại thứ nhất này. Đã. Chúng ta xem đoạn đối thoại này nhé. Hôm nay chúng ta học thêm một đoạn đối thoại này thôi nào. Đấy. À, em tự đọc xem có đọc được không nào. Меня зовут. Меня зовут Наташа. Это моя семья. Наташа Катота. Это моя мама. Ее зовут Татьяна. А это твой отец? Нет, это мой дедушка. Его зовут Михаил Иванович. Хорошо. А где? Где твоя бабушка? Бабушка, ага. Вот она. Ее зовут Нина Петровна. Нина Петровна. Нина Петровна. А где? А где твой отец? Отец. Вот он. Его зовут Антон. Chúng ta đọc vần từ vốt nó còn sẽ có thêm âm tở vốt. Sau đó đọc ôn thì nó sẽ nối liền vào thành là vốt tôn. Đấy. Vốt tôn hoặc là nếu là trên này câu này là gì nè? Vốt tán na. Вот он, đấy. Хорошо. À, хорошо. Bây giờ mình đọc một câu, bạn đọc một câu nào. Em đọc trước nào. Меня. Меня зовут Наташа. Это моя семья. Наташа, кто это? Это моя мама. Ее зовут Татьяна. Ага. А это твой отец? Нет. Это мой дедушка. Его. Михаил Иванович. Это его. Đây là его. Его зовут. Nói lại nào. Его зовут Михаил Иванович. А где твоя бабушка? Вот она. Ее зовут Нина Петровна. А где твой отец? Вот он, его зовут. Антон. Вот он, его зовут Антон. Хорошо. А bây giờ mình sẽ nói trước nào. Меня зовут Наташа. Это моя семья. Наташа, это моя мама. Ее зовут Татьяна. Отец. Нет, это мой дедушка. Его зовут Михаил Иванович. Где твоя бабушка? Вот она. Ее зовут Нина Петровна. Где твой отец? Вот он. Его зовут Антон. Хорошо. À, thế vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong thêm phần bài học mới của chúng ta trong ngày hôm sau. Em học là nhanh hơn so với các bạn khác đấy. Em tiếp thu rất tốt và em phát âm cũng rất tốt cho nên chúng ta không phải sửa nhiều. À, thế vậy thì về nhà chúng ta sẽ cùng nhau viết tất cả những từ vựng mới của chúng ta sang quyển sổ từ chúng ta nhé. Trong bài này của chúng ta vẫn chưa nhìn thấy động từ đúng không nào đấy. Sang đến bài tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy động từ rồi đấy. Khi mà nhìn thấy động từ thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải chia động từ này. Lúc đó chúng ta phải có quyển sổ thứ hai để chuyên ghi động từ. Chúng ta sẽ không ghi nhiều đâu, quyển sổ rất mỏng thôi. Nó chỉ độ khoảng hơn chục trang thôi. À, đó, khoảng 20 trang là nhiều đấy. Chúng ta ghi tất cả những cái động từ mà chúng ta sẽ biết đó để chúng ta phải chia động từ này. Chúng ta phải viết mẫu câu này đấy. Đồng ý không nhé. Và chúng ta phải quản lý được cái số động từ mà chúng ta biết. Muốn nói được thì phải có động từ. Muốn có động từ thì phải có quyển sổ, chúng ta nhắc nhở nhau là chúng ta đã có động từ này rồi, chúng ta biết đặt câu với nó rồi, thì lúc đó mới sử dụng được và đưa vào lời nói. Thế bài hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn em và sẽ hẹn gặp em trong bài học tới. Спасибо, до свидания, пока. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online của môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.